đỏ đỏ cho anh em. Khủng nha, bể khủng, nu nu dương cấp này. Bắt thước trước cho anh em xem luôn. Chị đẹp luôn. Mét 40. Cao 1m40 nha. Để nặng tầm 3 tạ. 6 người. Cái này nè là 1m58. Rồi. Để hàng hiếm nha, gà đỏ nha anh em. Gỗ nhóm 1 nha. 4 cái này 1m85. Rồi. Bao dưới đế luôn. Cày dắt khủng cho anh em. Hoài dắt khủng nha. Chưa. Rồi. 2m45. Vào dưới đó 2m45 nha. Cái này đem về bonsai độc tượng luôn. Đấy nè. Đấy 1m15. Rồi. Bên xuống nè. 1m4. Giọng. 80. Rồi ok. Rồi, cây gõ đỏ nha anh em. Bonsai hàng khủng nha. Cây tầm 3 tạ nha anh em. 6 người vỏ B nha. Hàng gò đỏ hàng hiếm nhất 1 nha anh em. Đó, giúp chi nè. Cây này ở đó người ta lấy lỗi nha. Giờ nó ra lại 13 chi nha. Cây u nặng như cốc vậy. Khủng nha. Cây thực kế khủng đỏ này vào nè. Để đấm nó đưa giờ nè. Lỗi cổ là vây lại hết trên núi nha. Không có bầu à. Phần này là ta lấy lỗ nè, giờ nó tóm ra lại nè. Đó. Ba chi này nè. Hầm hố nè. Để nó có cái khe. Cái khe của ba chi thôi nha, không phải bọng lũi đâu. Đó. Ủa nặng các kiểu luôn. Lỗi ok hết á, anh em đục tượng. Ủa nặng. Ủa nặng gai góc rồi không nha. Lỗi nè anh em. Phần này nè, phần này cách từ trên đây nè xuống cũng có 60 á, từ bên đây lên cũng có 7-80 nè anh em, được tượng thoải mái to khủng nha. Rồi dài dọc đó. Cái này anh em vô chậu chủ nhật á, như một củ cốc luôn, đục tượng nữa, đẳng cấp luôn. Đó đó mới thấy lên anh em, cái này già nu rồi nha. Ở đó người ta lấy lỗ rồi, em có lỗ đó nè, dạ dao này về anh em cho bonsai đục tượng luôn. Đó. Nổi nè, mới lấy lên đó, mấy tạ